Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Thấy là có người đang quan sát mình hay sao á, mà mình cứ tới món nào mình ăn là mất món đó. Để là cái gì? Rõ ràng mình cứ vòng eo 60, 90, 60 sao bây giờ? Ôi trời, cái kiểu đó à. Ôi trời. Sẵn sàng chưa? Em đã sẵn sàng rồi. Vậy thì bây giờ đã đến lúc. Phong ơi, qua đây tụi tôi nói nghe nè. Ủa, mọi người kêu tôi ta. Đây, tôi đây. Có chuyện gì mà tự nhiên gọi tôi vậy? Hả? Phong cầm đi. Trời ơi, hôm nay tôi cho ông một bất ngờ siêu to khổng lồ luôn. Hả, cái gì? Bất ngờ hả? Trời, chẳng lẽ mọi người đang tính tặng quà tôi hay gì vậy? Nghe có vẻ hấp dẫn vậy ta. Ủa gì vậy? Rồi bây giờ ông đứng vô cái chỗ màu đỏ này nè. Đứng đây. À, cái nút màu đỏ này hả? Rồi, đứng đây nè. Ủa rồi, sao sau nữa? Đó, ông nhấn cái nút này, quà sẽ từ dưới đất chui lên. Cái gì nghe đảo vậy? Đứng vô trong cái block màu đỏ này, xong nhấn cái nút này là ngay tức tôi sẽ có quà từ dưới đất chui lên, nghe đã vậy ta? Đâu, tôi bấm thử coi. Đó. Ôi, quà đâu? Quà đâu? Ây da! Ủa? What? Cái gì vậy? Sao mà... Ủa? Cái gì mà ở đâu trên trời rơi xuống... quá trời đe luôn vậy đó đè, tôi chết queo rồi nè. Trời ơi, đúng quá Phong ơi. Trời ơi, vậy mà cũng đã cho đè. Tôi nói mọi người mà, tôi cá là Phong từng sẽ thua trong cái lần cá này mà, thấy chưa? Phong gà lắm. Ủa mà cái này là gì đây? Trời, bấm vô cái nút này xong quá trời đe rơi xuống luôn các bạn ơi. Gì coi vậy? Xin ở gì đâu ông, đây là cái comment block tôi mới học trên YouTube đó. Bây giờ tôi đem cái cho ông, hóa ra ông bị cho. Trời ơi, gà bắp. Ủa, tính ra là tôi không làm gì mọi người luôn, tự nhiên mọi người học ở đâu ra mấy cái lệnh xong mọi người chọc phá tôi à? Mà tôi nói cho mọi người nghe nè nha, đừng có mà chọc phá người ta vậy, không hỏi có ngày bị nhận quả báo á. Tôi là tôi hơi bị giỏi mấy cái lệnh này nha. Trời ơi bạn ơi, mấy cái lệnh này nó không lại gì hết trơn á. Bây giờ mình chỉ cần sạc game mode 1. Trời ơi, vậy là mình ác quỷ rồi, vậy là mình bá những game rồi, còn gì sợ gì đâu. Vậy à, tôi đều là những người biết rành rõ về comment block nó nha. Ông cẩn thận á. Thôi đừng nói chuyện Phong, gặp Phong gần gà lắm mọi người. Thôi bây giờ tụi mình đi đâu chơi đi mọi người. Đi đâu chơi, đi ăn gà đi. Trời ơi. Mấy cái người này gà mình cũng không muốn cho anh bạn đâu, nhưng mà tại vì á mọi người cho vui quá. Thôi tặng bạn cái cây này nè. Thôi đi ra mọi người. À, mấy cái người này thiệt sự luôn á, tự nhiên không gọi mình qua đây, tưởng là làm gì, hóa ra là dùng cái khối lệnh này để chôn mình các bạn ạ. Cái gì đâu mà bấm vô cái lệnh này xong cái quá trời đe trên trời rơi xuống đè đầu mình luôn các bạn ơi. Mấy con người này. Thôi được, vậy là mấy người đã vô tình đụng trúng một ông trùm gọi là lệnh ở trong Minecraft Phong Cận Tilly rồi. Cái gì chứ, cái lệnh này á mình đã biết từ lúc mình 3 tuổi rồi các bạn ạ. Tưởng gì, hỏi được. Vậy thì ngay bây giờ á, mình đang không biết làm cái gì nè bạn. Đang không biết là hôm nay mình sẽ quay video gì cho bạn fan xem. Cho nên ngày hôm nay sẵn dịp này, mình sẽ sử dụng những cái lệnh này để cho những thành viên của Hero Team nha các bạn nha. Sẵn để trả thù luôn bạn ơi. Thiệt sự tức quá mà. Hỏi được, bây giờ mấy bạn hãy xem mình sẽ làm gì đây. Hãy xem đi nha. Ok mấy bạn ơi, sau một thời gian tìm hiểu những cái lệnh ở trên mạng thì bây giờ mình đã biết được những cái lệnh rất là hay ở trong Minecraft luôn. Ngay bây giờ mình sẽ sử dụng những cái lệnh này để cho mọi người nha. Để xem coi ai sẽ là người nạn nhân đầu tiên đây, để mình xem thử coi. Nạn nhân đầu tiên chúng ta tất nhiên rồi, không ai khác đó chính là Mèo Simi và Kyron bạn ơi. Hai cái người này thiệt dám nãy dám cho mình. Đâu, để mình xem coi hai người đang làm cái gì nè, để coi. Gì quá trời đồ ăn vậy? Nhâm ngon. Em là búp bê mâm xanh, em là cây đèn cho mẹ hát các ca. Trời hôm ơi, nay là ngày giáng sinh ba, Kai sẽ nấu bữa sáng cho Sim. Thì ra là Kyron với Simmy đang ăn cơm chung với nhau bạn ơi. Thôi được, đang ăn cơm đúng không? Bây giờ tôi cũng đang đói bụng, thấy mấy cái đồ ăn trên bàn nhìn có vẻ hấp dẫn á. À, thôi được, bây giờ mình sẽ sử dụng cái lệnh đầu tiên, chính là lệnh tàng hình nha bạn nha. Cái này dễ ẹt, các bạn coi mình tàng hình nè, mình sẽ bấm đâu một cái lệnh. Và sau đó, 3, 2, 1, tàng hình, tàng, đó.
Thôi mấy bạn ơi, bạn thấy gì không? Mình đã tàn hình rồi các bạn. Thật ra là không ai thấy được mình đâu. Chẳng qua là mình chỉnh mờ mờ xíu cho bạn fan có thể thấy được mình á. Chứ Sim với Kai sẽ không thấy được mình nha các bạn nha. Để mình vô trong nhà để xem coi mọi người hôm nay ăn món gì vậy ta. Đây đây, vô trong nè. Hôm bữa thiệt luôn á, Kai xin lỗi. Hôm bữa là Sim nói Kai là không tặng quà 8 tháng 3 cho Sim. Thì tại vì là Kai xin lỗi, Kai không có tiền. Nên hôm nay Kai nấu bữa ăn này là coi như bù lại cho Sim á nha. Trời ơi, dễ thương quá à. Trời ơi, cảm ơn Kai nha. Thôi hôm bữa là ông không tặng quà tôi giận á, nhưng hôm nay ông nấu tôi một bữa ăn thịnh soạn này. Thôi còn gì nữa, ông á. Ăn đi. Nói ăn mì nè. Trời ơi, chưa kịp ăn cơm nữa mà đã gặp ăn cơm chó rồi các bạn ơi. Thiệt luôn á, bực bội ghê. Thôi được, để mình xem coi ở đây có cái gì ngon ngon không. Ôi, có cái tô mì của Sim mình hấp dẫn quá ta. Ăn luôn, lấy luôn. Ủa, mình vừa đưa cái miệng mình vô cái tô mì nó biến mất rồi. Nè cái đó. Tại sao hôm nay lại ăn tô mì của Sim hả? Sim chưa kịp ăn mà. Ủa cái gì, cái ăn tô mì của Sim nào? Ủa chứ nãy chiều Sim để tô mì ở đây, Sim chưa ăn nữa. Chắc chắn chỉ có Kai lấy thôi đúng không hả? Không, Kai đâu có lấy đâu. Trời ơi, cãi nhau rồi bạn ơi. Thôi được rồi, bây giờ á để mình lấy luôn cái tô mì của Kai luôn. Lấy luôn. Thôi giờ để Kai á. Thôi được rồi, bây giờ cứ coi như coi Kai ăn thiệt đi. Giờ để Kai lấy tô mì của Kai cho Sim ăn nè. Nè đó cái tô mì. Tô mì đâu? Cái tô mì của mình đâu rồi? Ủa, rõ ràng là hồi nãy nó còn nằm cái đấy mà. Trời ơi, sao mà biết được. Hey, rồi, xin mời, xin mời, xin mời. Đứng yên. Gì vậy? Ủa? Thì ra là như vậy. Ủa, gì vậy? Mình đã biết hết tất cả sự thật rồi. Nó đâu? Ôi, cái gì vậy? Chẳng lẽ là mình bị phát hiện hả trời? Ủa gì vậy? Ngươi nghĩ là ngươi làm như vậy là không ai phát hiện sao hả thằng nhóc coi á? Ủa gì vậy? Bước ra đây. Con ruồi này nè. Ok. Ủa gì vậy? Kai biết rồi Sim ơi. Hồi nãy có mấy con ruồi nó bay vòng vòng đây nè. Nó khó chịu quá nên Kai bắn nè. Trời ơi. Trời ơi, mấy con nó ăn hết cái đống mì của mình được ảo vậy. Trời ơi, có mỗi con ruồi thôi mà ổng lấy nguyên cái súng ra ổng bắn luôn. Trời ơi. Thôi ăn mấy món khác đi nè, bực hết cả mình. Thôi bây giờ mình sẽ ăn cái món bánh này của Tan á. Bánh này á. Bánh này nè, lấy luôn cái bánh luôn. Trời ơi, Sim ơi. Sim ăn cái gì mà Sim đốt luôn cái dĩa này Sim. Nghĩ sao vậy? Trời ơi, tôi ăn món nào không ra được món nào. Cà đạt, có bạn nào ông cho tôi đúng không ạ? Hả, ông cho tôi đúng không? Hả? Cái nào, cái cho nào. Trời đất ơi, hôm nay tôi không ăn được một cái món gì luôn. Trời đất ơi, nãy chờ tôi ăn cái này, biến mất cái này, ăn kia, biến mất cái kia. Ai đây, là gì ta? Đồ ăn bằng giấy, đồ ăn bằng gọi là gì ta? Chất gờ mà, ăn chứ không thấy đâu. Hồi nãy giờ Sim mệt quá, Sim nhìn nhầm nó chứ làm gì có đâu. Cái con heo quay bự nhất nó vẫn còn này nè. Này giờ cây ra cây cắt thịt heo quay cho Sim ăn nè. Ăn hết luôn, không chừa cái gì luôn đó. Không chừa cái gì luôn. Ủa sao đồ ăn biến mất hết trơn vậy? Trời ơi. Sim ơi, hình như nãy giờ cây thấy là có người đang quan sát mình hay sao á. Mà mình cứ tới món nào mình ăn là mất món đó. Cái gì? Có. Ông nấu đồ ăn tào lao xong bây giờ nó biến mất đúng không? Phải ông đứng lại với tôi. Ôi trời ơi, bà Sim bị phun lửa luôn bạn ơi. Trời ơi, kinh khủng thiệt. Ôi chạy với bạn ơi. Ôi trời ơi, đúng thiệt à, đừng bao giờ đụng đến con gái bạn ơi. Con gái khi mà giận lên là đáng sợ thật sự luôn á. Ôi trời ơi. Trời ơi, hôm nay ăn được một bữa no bụng mà còn cho được hai người đó nữa. Vui ơi là vui luôn. Trời ơi, cái gì vậy? Gì vậy trời? Từ từ đó Sim ơi. Từ từ đi. Trời, cái gì mà đuổi ghê vậy trời? Ôi, nguy hiểm quá bạn ơi. Thôi được rồi, vậy là coi như là hai người đầu tiên bị mình cho là Simmy với Kairon rồi. Bây giờ, người tiếp theo sẽ là Sammy nha bạn nha. Đi thôi, let's go. Rồi, bây giờ mình đã tới được nhà của Sammy rồi đấy bạn ơi. Hay, nhưng mà mình nghĩ rằng là chắc mà mình cứ để cho mình tàn hình như thế này đi các bạn, để cho dễ cho anh hơn. Chứ bây giờ mình hiện hình ra là mọi người biết mình đang cho mọi người sao đúng không? Đó, mình sẽ tàn hình như thế này luôn. Ủa đâu nhà đâu? À, bên nhà bên này. Rồi, ok. Đi vô trong nhà nè. Sam đâu rồi ta? Ui, đây ơi, thấy Sam rồi. Thất gần chết luôn à. Quá trời đồ luôn. Hôm nay mặc đồ màu gì ta? Chà. Khó chọn, dễ sợ luôn. Sammy đang lựa đồ. Ủa, mà lựa đồ làm gì vậy? Ôi chết, mình quên. Mình cần gì phải lựa đồ? Tại vì mình đi nhon, mình ốm như thế này nè mà mặc cái gì cũng chả đẹp. Trời ơi, đúng là không uổng công mấy tháng tập thể dục quá trời đất luôn. Tập thể dục. Cuối cùng có body siêu xịn. Để xem có bộ nào mặc đẹp không ta. À, thì
thì ra là Sammy đang tự hào bởi vì là Sammy có một cái dòng eo thon, một cái body chuẩn, cho nên là Sammy mặc đồ đẹp mấy bạn ơi. Thôi được, nhưng mà bà quên mất ở đây là Minecraft hả? Bây giờ mình sẽ sử dụng ngay một cái lệnh để chỉnh cho Sammy mập lên đó, để cho Sammy khỏi mặc đồ luôn. Sammy thổi đi chơi luôn. Ok, được. Bây giờ mình sẽ bấm một cái lệnh nha các bạn nha. Bấm một cái lệnh nè. Rồi ok, chuẩn bị 3, 2, 1 mập lên. Ủa bạn nhìn kìa. Trời ơi, sao mày mập dễ sợ. Mày mà ủa sao cái áo này mày không vừa ta? Trời gì vậy? Từ áo này sao? Ủa sao không vừa vậy? Nhìn sao mày mập nhìn dễ thương các bạn. Nhưng mà mấy bạn ơi, sao mà tự nhiên mình thấy mình tròn vậy, xong mình thấy mình ác quá ta. Tính ra Sammy á, Sammy tự hào về body của Sam lắm, mà giờ mình chỉnh cho Sam mập lên thấy cũng tội nghiệp. Nhưng mà ai biểu hồi sáng này bả tròn mình làm gì đúng không bạn, cho nên cho bả mập luôn. Ok. Không mặc đồ nữa đâu mẹ ơi, mẹ ơi. Ủa vậy rồi xong luôn. Bây giờ mập quá không còn đồ nào để mặc vừa ấy bạn ơi. Thôi xong rồi. Ok bạn ơi, vậy là coi như thêm một người nữa đã bị mình chon. Quá là đơn giản luôn. Bây giờ kiếm ai chon đây ta? Tôi đang muốn kiếm thêm nhiều người hơn bạn ơi. Trả thù xong rồi, chứ là bây giờ đi kiếm Siro đi. Ừ đúng rồi, hay là bây giờ mình đi chon Siro nha. Được á, đi kiếm Siro thôi. Trời ơi, không biết bây giờ ông Siro ổng đang ở đâu nha. Tính ra muốn chon mọi người nhưng mà không biết mọi người đang ở đâu. Ui, mà thấy Siro kìa. À, ổng ở bên gà bên hao các bạn ơi. Đâu để mình qua coi coi ổng đang làm cái gì đây. Ủa sao có cây đôi bên này nữa vậy? Ủa, mọi người đang làm gì vậy ta? Ủa? Ê, chân rô. Ngày hôm nay em tới đây là để đánh nhau hả? Để... Không, ngày hôm nay em tới đây là để anh giận em làm đệ tử được không anh? Trời ơi, anh cái gì vậy? Tử đi. Ai muốn làm đệ tử của anh hả? Vậy thì cầm kiếm lên. Trước tiên á là em phải đánh thắng được anh trước đã. Ủa, đánh thắng gì vậy ba? Làm sao mà đánh thắng được? Với thể lực của em thì làm sao mà em đánh anh được? Với lại là anh là sư phụ của em mà. Đúng rồi. Anh không bao giờ nhận những bạn đồ đệ mà yếu như em. Em phải mạnh mẽ, chí năng được anh thì anh mới dạy cho em. Gơi. Dù như nếu mà mình mạnh hơn ổng thì giờ mình đâu cần kêu ổng là sư phụ nữa ta. Ờ, vô đi anh, chơi nè. Ui, đánh nhau bây giờ các bạn ơi. Ui, căng thẳng nha, để xem coi ai thắng nào. Ôi, tôi nhìn cái trường hợp kiểu này á, tôi có thể thấy rằng là Siro hiện tại là kèo trên nè bạn ơi. Siro thắng chắc rồi, cái đó nãy. Trời ơi. Trời ơi, đánh gì đâu mà đánh yếu quá Kai ơi. Trời ơi, Rô đánh mà Rô móc từ phía sau nữa. Vậy làm sao mà ai chơi được? Đánh vậy làm sao mà làm đệ tử của anh được? Em phải mạnh mẽ lên, em phải là tấn công dồn dập vô thì mới xứng đáng làm đệ tử của anh. Em nhét cây vậy không làm đệ tử anh được đâu. Ở vậy phải làm sao đây? Thiệt luôn bạn ơi, sao mình thấy tội nghiệp cho Kairon đó bạn. Tính ra là Kairon chỉ muốn đi học gọi là BBB á, để không bị bắt nạt thôi. Vậy mà Siro ổng làm khó người ta quá. Siro ổng cứ tưởng là ổng BBB giỏi, ổng bắt nạt người khác các bạn ạ. Thôi được, vậy bây giờ á chắc là mình sẽ phải giúp Kairon mới được. Ok, bây giờ mình sẽ lại mình nói thầm vô cho Kairon nghe nha. Ok, từ từ. Buồn quá. Kai ơi. Ai đang đánh bên tay tôi vậy? Bình tĩnh. Bạn không thấy được tôi, nhưng mà bạn có thể nghe được tôi nói. Tôi là Phong nè, có nghe không? Phong? Ủa Phong nào vậy? Phong cận nè, chứ Phong nào không nổi. Cho cái Phong cận hả? Ôi trời. Ôi cái gì vậy? Ủa mà làm sao mà bạn nói mà mình nghe được hay vậy? Tại vì á là mình đang tàng hình, mình đang đứng kế bên bạn. Bây giờ mình chỉ bạn nè, mình có một cách để giúp cho bạn chiến thắng Siro, để bạn có thể học BBB từ ổng. Bạn muốn không? Được bạn ơi, được. Bây giờ nè, bạn cứ nhào vô đánh nhau với ổng đi. Mình sẽ sử dụng một cái lệnh để biến cho cái kiếm của bạn to hơn, mạnh hơn. Lúc đó ổng sẽ không đánh lại bạn đâu, hiểu không? Bạn chắc không? Lỡ cái kiếm của mình nó gãy luôn sao? Yên tâm, mình có cách mà. Thôi được rồi, bây giờ bạn cứ nhào đánh nhau nha. Bây giờ mình bấm cái lệnh nè. Mình biết rồi. Ok, nhào vô đi bạn. Sì, Django. Nếu mà bây giờ á anh mà không sợ á thì nhào vô mà đánh nhau nè. Chơi đây. Ôi trời ơi, cái kiếm nó to à. Ôi trời ơi. Trời ơi, sao tự nhiên cái kiếm của mình nó to như vậy trời.
Quá là xịn luôn. Cái điều này là không cần hắt thiệt luôn hả Phong? Trời ơi, tôi đã giúp cho bạn rồi đó. Bạn thấy không, cái kiếm của bạn đang cầm trên tay nó to đùng như thế này thì làm sao ai đánh lại bạn được, đúng không? Đó. Hay quá bạn ơi, cảm ơn Brother. Ê mà giờ nếu mà mình có cái kiếm to này rồi thì mình đâu cần học lắm nữa. Không bạn, cái đó nè, thật ra mình chỉ giả vờ giúp bạn vậy thôi. Chứ bạn nghĩ làm sao mình có thể tốt vậy được. Sáng nay bạn dám cho mình mà, mình chỉ giúp cho bạn dùng lệnh để làm cho cái kiếm của bạn to ra đánh nhau với Siro thôi. Còn bây giờ thì hãy xem đây. Ôi ta. Ủa sao hỏi sinh nữa rồi, chạy rồi thấy đây à, chạy đúng không, chạy đó, chạy nè, chạy nè, dùng cái lệnh cho chết liên tục luôn đó bạn coi nè. À, sinh đây, sinh đi, bây giờ còn dám gọi là cho mình không à, thả được ra, thả được ra, đừng bắt tôi được, chạy à, chạy 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 chạy. Trời ơi Chim ơi, cứu ca Chim ơi. Hay quá bạn ơi, tính ra là mình là một cái người duy nhất được dùng lệnh trên đây. Sướng ơi là sướng luôn, tha hồ quậy phá. Ơ nhưng mà khoan, sao mình thấy vẫn chưa đã tới nào bạn ơi. Chắc là mình phải cho anh thêm một cái pha đó vui hơn nữa, cho tất cả mọi người luôn thì nó mới vui đúng không? Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ đi kiếm gì đó để ăn đi. Sau đó rồi mình sẽ quay lại mình cho mọi người tiếp. Để cho mọi người gọi là không gọi là đề phòng phải không? Thôi mọi người biết là mình đang cho mọi người sao đó. Ok, thôi đi kiếm gì đó ăn. Sau đó chờ mọi người tụ tập ở đâu đó rồi mình sẽ bắt đầu cho nha bạn nha. Trời ơi, đã quá bạn ơi, bay ở trên trời tha hồ thích luôn. Mình quên mất là mình có thể chỉnh game mode 1 mà bạn. Trời ơi, mình được dùng lệnh mà. Bây giờ mình cứ bay vòng tròn vòng tròn. Hay là bây giờ mình thử đặt TNT vô nhà của ai đó, mình phá TNT để cho cái banh cái nhà luôn à. Trời ơi, hơi bị vui. Ủa, từ từ, mọi người đang làm gì bên dưới kia vậy ta? Ủa, gì đông vậy? Từ từ, để mình bay xuống coi mọi người đang nói gì vậy? Đang làm gì vậy? Tôi nói mọi người biết, chắc chắn có thể nào đó ai đang cho tụi mình. Không thể nào liên tục bị cho, tôi bị cho, si bị cho, với là đâu bị cho. Mọi hồi sáng giờ á là Kai gặp nhiều chuyện á, nó kỳ lạ lắm. Tự nhiên á không hiểu sao Kai với Sim ăn mì mà hai cái tô mì nó biến mất, rồi sau đó đống đồ ăn bị biến mất luôn. Mà kỳ lạ nhất là biết không, là Kai hết đấu với anh, cái tiện cái cây kiếm của Kai biến bự chà bá lên, chắc chắn là Kai cũng là đồng phạm mà đúng không? Không có đâu, em đâu biết gì đâu, tự nhiên nó tự to ra vậy á. Tôi còn ghê hơn nè, tự nhiên đang chuẩn bị mặc đồ cái tự nhiên người béo lên 100 kg gì đó, kỳ không, tự nhiên đâu ra hả? Nên là chắc chắn thủ phạm chỉ có trong làng mình thôi. Hả? Ê, game mình giờ mới có mấy người online à. Mà hồi nãy giờ tụi mình đều bị chôn, duy nhất một người không bị chôn. Chính xác. Phong Cận. Chết rồi, mình bị nghi ngờ rồi bạn ơi. Hóa là Phong Cận TV hả? Trời ơi, tức cần chết, tôi nghi ngờ rồi. Bây giờ tụi mình phải làm gì đó cho Phong Cận, chứ không thể nào để Phong Cận như thế này được. Hay quá. Ơi, hay là bây giờ nè, mình cầm TNT, mình qua mình đốt vào Phong Cận, mình cho nổ hết đi. Ôi giời ơi, cái gì? Trời ơi, gì dùng TNT bỏ nhà tôi vậy? Trời ơi, bạn ơi, mấy người này quá đáng thiệt ha. Đã cho anh tôi xong tôi chỉ trả thù thôi, bây giờ dùng TNT để phá nhà tôi luôn. À, thôi được. Vậy thì đừng có trách tôi nha, tôi có cách để cho anh lại mấy người này. Mấy bạn hãy chuẩn bị xem mình sẽ làm gì đây. Ai để xem coi. Ấy, bây giờ mọi người đang tụ tập bàn tán để tìm ra kế hoạch cho mình đúng không? Nhưng mà không, hãy xem đây. Các bạn hãy xem sức mạnh của mình đây. Ok, mình sẽ sử dụng tiếp tục là lệnh nha các bạn nha. Mình sẽ dùng một cái lệnh. Các bạn coi nè. 3 2 1. Đây đây đây. Trời ơi, này thì cho nè, này thì cho nè. Này thì dùng TNT phá nhà của tôi á. Ok bạn ơi, vậy là coi như ngày hôm nay tất cả các thành viên của Hero Team, à không, trừ Camui, Mr. Dịch với Ruby ra, bởi vì ba người đó không online, nhưng mà dù gì mình cũng đã cho được hết rồi. Ơi, tính ra mình cảm thấy cái việc đi cho mọi người vậy vui ghê luôn trời. Hay là mình sẽ làm thêm nhiều những video cho mọi người khác nữa cho bạn fan xem ta. Ừ, hợp lý đó. À, nói chung là ngày hôm nay mình đã sử dụng những cái lệnh ở trong Minecraft để cho mọi người trong làng Hero Team rồi. Thật sự là được dùng lệnh sướng hay là sướng luôn các bạn. Thích là thích luôn, tha hồ muốn quậy ai quậy phá ai quậy luôn. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như mà anh em thích video này, đừng quên để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của tất cả các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt. Sướng quá bạn ơi, trời ơi.